Chào mừng quý bà con đến với LTK Bonsai. Hôm nay kênh xin giới thiệu một số cây kiểng tại điểm bán của Lợi Nguyên ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, cho quý bà con có nhu cầu giao lưu về cây kiểng. Rồi hôm nay mình có giới thiệu gì đây? Rồi chào chú Tuấn, chào bà con đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay thì cây kiểng Lợi Nguyên xin giới thiệu một số mặt hàng, nói chung là cũng nhiều loại nha bà con. Giá cả cũng phải chăng nha, miền núi và đồng bằng đều có nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0772 877278. Rồi cây đầu tiên là cây số 1 nha, số 1E là một cây bằng lăng nha bà con. Bằng lăng này là bằng lăng lá nhỏ nha, đây bằng lăng da ổi hai gốc hả? Cái này là nó nằm hai gốc nha bà con, đây một thằng mà lên hai gốc nha. Rồi cái này thì nó cũng đã đâm chồi sống rồi nha, khỏe nha bà con. Chiều cao này của nó là 90, đây tán ngang cái bầu này của nó là 115, ngang hai cái chân đó phải không? Đúng rồi, hai chân chiều ngang nha. Đây nó đâm mục lên rồi nha bà con, nó có sự sống hết rồi nha. Đây cái này bọng hả? Đúng rồi, nguyên cái này là bọng xuống tới dưới luôn nha. Đây bọng lũa nó sạch hết rồi, tới chân luôn phải không? Rồi đúng rồi. Đây cái hoành thân bên này của nó là 41 nha. Đây rồi. Bên đây 41, đây đó hạ bên đây luôn. Rồi bên này của nó là 60. Rồi coi chung đây cái này nó cũng rất là nặng nha, bằng lăng này rất là dễ sống nha bà con. Bọng này nè, đây dáng gắt quái luôn. Rồi quay vòng đi. Đây đây bằng lăng da ổi nha, qua tím lá nhỏ. Rồi về ghép từng quy vẫn được nha. Cây số 1E có giá là 2.800.000 bao khuy ship toàn quốc luôn nha. Quái ha, hai chân. Rồi 2E đây cũng là một cây bằng lăng luôn. Đây bằng lăng này rất là to nha, mặt dựng nha bà con. Cây này thì lá chung. Đây chiều cao của nó là 100. Đây tán ngang đường kính bầu nha là 100 luôn. Đi đây hơn 100 tính 100 đi, quay vòng đi không? Rồi ngưng. Rồi đây cây này thì nó đã đâm chồi sống khỏe nha bà con. Lá chung ha, lá chung nha. Đây cây này nó chung trên 100 kg, rất là to khủng nha. Rồi quay cái này, quay qua. Đây là mặt trước đây nha, cây rất là lớn nha bà con. Đây hoành này chắc cỡ 200, đây hoành thân nó có trên 200 nha bà con, tính 200 đi hoành tổng nha. Rồi số 2E bằng lăng lá chung nha. Đây cây này rất to luôn, cây này có giá là 2.700.000 bao khuy ship cho bà con luôn nha. Rồi 2.700.000. Rồi 3E đây cũng là một cây bằng lăng lá chung luôn nha, dán lạc luôn. Rồi chiều cao của nó là 70. Đây đây hoành tổng đó, em đo ngay eo này nha, là 79. Đây cái này gắt quái nha bà con. Đây số 3E có giá là 1.500.000 bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Đây số điện thoại của em là 0772 877278. Đây 4E, đây là một cây trang vàng anh nha. Đây trang vàng anh là trang lá liễu nha bà con. Rồi chiều cao này của nó là 120. Đây cây này thì một cốt đặc nha. Đây trang vàng anh này bông nó rất là đẹp nha. Đây bà con, đây cái lỗ này thì cái thẹo của nó liền vừa đúng một lóng tay thôi, cạn nha bà con, vừa tới mí đó thôi nha, không hề bọng nha. Đây loại này thì bông nó rất là đẹp nha, hoành thân là 47. Đây giống như bông trang mình nhưng mà nó hoàng hường, giống bông trang lá lớn nha bà con, nó hoàng hường rất đẹp nha. Đây số 4E, đây cái này có giá là 2.400.000 bao khí toàn quốc luôn nha. Đây cây trang hoàng anh lá liễu nha, 5E cũng là một cây trang hoàng anh lá liễu luôn. Đây cái này có đế đều luôn nha. Đây có dáng hơi siêu. Yeah, chiều bay này của nó là 120. Đây đây cái này vết gãy bên này thôi, không sao. Đây vết lũa lát này thôi nha. Đây đây cái này có hình thú rất đẹp nha, về bà con mình cắt lại cũng vẫn được nha. Này em trừ hao cho bà con sẵn hết rồi. Hoành thân của nó là 50. Đây
cây cúc đặc nha, số 5E, trang vàng anh lá liễu nha. Đây có giá là 2 triệu bao phí toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi, 6E. Đây là một cây sim rừng nha, sim này là sim trái nha bà con. Cây đó đâm chồi sống tốt khỏe nha. Đây trái này mình dùng để ngâm rượu được nha. Chiều cao của nó là 22. Đây loại này mình có thể giống như sim Phú Quốc nha bà con. Vành tổng của nó là 40. Đây cây đã sống tốt khỏe rồi nha. Nó rất là mau có bông nha bà con. 6E có giá là 300k bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Rồi 7E. Đây là một cây sim rừng sống khỏe luôn. Chiều bay của nó là 26. Đây. Tổng hoành bệ là 55. Đây, sống tốt hết rồi nha. Số 7E. Rồi cũng có giá 300k bao gồm phí ship luôn nha. Đây, rồi lên đi. Đây 8E. Cũng một cây sim rừng luôn. Chiều cao này của nó là 25. Đây. Hoành tổng của nó là 40. Này nó liền nguyên bệ nguyên cũ nha bà con. Rồi 8E cũng có giá 300k bao phí luôn. Rồi 9E. Đây là một cây trang cam nha. Đây cam cà rốt nha bà con. Đây cà rốt Thái nha. Loại này loại của Thái. Rất là siêu bông. Chiều cao của nó là 100. Rồi tán ngang là 75. Đây đúng rồi đang lên bông luôn nha bà con. Loại này thì cũng bứng khoảng mấy tuần rồi nha, cây nó tỉnh rồi nha. Đây, đây bụi nha. Đây nhưng mà nó liền nó thừng rồi. Thế nó liền một củ. Đây hoành tổng này của nó là 23. Đây cây số 9E. Đây cam cà rốt Thái nha. Cái này có giá là 800k bao phí ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại của em là 0772 877278. Rồi 10E cũng là một cây trang cam cà rốt luôn. Cái này thì bứng cũng khoảng 2 tuần rồi nha bà con. Nó đã hơi xuống lá nha. Đây trang thì nói chung nó xuống lá, cây nó mới tỉnh rồi nha. Nụ thì cái này thì rất là nhiều luôn, bao nụ cho bà con luôn. Chiều cao này của nó là 90. Rồi tán ngang là 85. Đây về lên cái chậu là mình chơi qua luôn nha bà con. Ra đọt đọt mới nó thôi rất là tốt nha. Hoành tổng là 24 nha. Đây tổng bệ này 24. Số 10E có giá là 700k bao gồm phí ship luôn nha. Rồi đây 11E là một cây trang vàng lá nhỏ nha. Đây cái này cũng đang cho nụ rất rộ luôn. Hàng thần chậu nha bà con. Chiều cao là 85. Rồi tán ngang là 70. Đây trang vàng lá nhỏ luôn. Cái này hàng thần chậu tỉnh rồi nha. Cây mộc cốt. Đây cốt này của nó là 13. Đây 13 nha. Đây 11E có giá là 400k bao phí cho bà con luôn nha. Rồi 12E cũng là cây trang vàng lá nhỏ luôn. Hàng này bảo đảm hàng thần chậu nha bà con. Chiều cao của nó là 85. Rồi tán ngang là 70. Đây này nó nhiều thân nhưng mà liền một bệ nha. Tổng hoành của nó là 24. Đây liền một bệ nha. Cây số 12E. Đây. Rồi cái này có giá là 300k bao phí cho bà con luôn nha. Rồi 13E. Cũng là một cây trang vàng lá nhỏ nha. Đây cây này có cái hình tàn núm rất đẹp nha bà con. Cây này thì rất là già cây rồi nha. Chiều cao này của nó là 130. Đây. Chiều dài tán lá cũng 130 nha. Đây cây này nụ rất là gọ luôn. Đây. Đây cái thốt thân này em đo tới chỗ này của nó nha, là 25 nha bà con. Rồi hoành thân một cốt này của nó là 20. Đây, còn cốt trên này nha. Một cốt bên đây của nó là khoảng 14 thôi. Đây số 13E. Đây rồi cây trang vàng lá nhỏ này có giá là 1 triệu 8 bao phí toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây cây rất là già cây nha bà con.
Rồi kế tiếp 4E là một cây trang mỹ hồng nha. Đây mỹ hồng thần chậu luôn, đang cho hoa luôn nha. Chiều cao của nó là 85. Rồi tán ngang là 70. Đây. Thằng này là chỉ có 6 thôi nha bà con. Đây 6 thôi nha, bảo đảm thằng thần chậu nha. Có giá là 400k bao phí cho bà con luôn nha. Rồi 15E. Đây, chiều cao cái này cũng khoảng 70 nha. Đây tán ngang cũng cả 70 đi. Đây cái này thì nó hơi cứng hơn chút xíu. Đây bảo đảm thằng thần chậu hết nha. Cây đang cho qua gắt gộ luôn. Hoành của nó chỉ có 6 thôi. Đây hơn 6-6 đi. Rồi 12E này cũng có giá là 400k bao phí cho bà con luôn nha. Vậy mình lên chậu kiểu mình treo qua rất đẹp nha bà con. Rồi 13E. Rồi chiều cao của nó khoảng 70. Đây tán ngang là 65. Đây cây số 16E nha. Còn thang này nó cũng chỉ có 6 thôi nha. Đây đắt đều cây một cốt hết nha. Cây thần chậu cũng có giá 400k bao phí luôn. Điện thoại của em là 0772 8772 78. Rồi 17E là một cây kiều hùng nha. Kiều hùng sống tốt khỏe nha bà con. Loại này đang chuẩn bị cho lên qua nha. Chiều cao của nó là 70. Rồi tán lá là 50. Đây này mình về mình cắt tỉa mình vô dây chỉnh sửa được rồi nha. Hoành thân này của nó là 19. Đây đế thì gắt đều luôn nha. Đây nó thuần hết trơn rồi nha bà con, sống khỏe nha. Đây rễ nó thì đâm tuốt ở dưới đáy luôn rồi. Rồi luôn rồi nha. Đây về vô chậu mình cắt tỉa chỉnh là được rồi. Số 17E cũng có giá là 700k bao phí cho bà con luôn. Đây 18E một cây kiều hùng nữa nha. Để nôm rất đẹp luôn. Chiều cao của nó là khoảng 60. Rồi cái tán lá nó khoảng 40 nha. Đây hoành thân vị trí này là 21. Đây để nôm luôn, để gắt đều nha. Cũng có giá 700k bao gồm phí ship luôn. Đây rồi 18E. Đây cũng là một cây cựu hùng có dáng cao luôn nha. Cây này thì đang lên nụ lên hoa rất là gọn nha. Số 19E. Đây cây này chiều cao của nó là khoảng 130 nha bà con, tới 140 nha. Đây bông và nụ đi, gắt đang lên bông nụ luôn. Đây nụ nó cũng đang gắt nhiều nha. Đây cây mọc cốt, con chơi tông cao rồi, cái này rất đẹp nha. Hoành của nó là 19. Đây đế đều 24 giờ luôn. Rồi cây số 19E này cũng có giá là 800k bao gồm phí ship luôn nha. Rồi 20E là một cây hải châu lá nhỏ nha. Đây cây này thì tàn thiên nhiên nha bà con, mình chơi tàn thiên nhiên nha. Đây loại này lên trái nó rất là đẹp nha. Chiều cao của nó là 120. Rồi tán ngang 90. Đây cây này người ta bứng nó tỉnh rồi nha bà con. Cây đã tỉnh nó khỏe sống hẳn rồi nha. Đây hoành tổng của nó là 47 nha. Đây còn một cốt lớn đại diện của nó là 12. Đây hải châu lá nhỏ nha. Cây số 20E. Đây có giá là 900k bao phí cho bà con luôn nha. Số điện thoại của em là 0772 8772 78. Rồi 21-22 là một cặp lọc dần nha. Đây hàng thần chậu đang cho qua luôn. Bà con về chân trong nhà cho có lọc có tài luôn nha bà con. Đây chiều cao của nó là 80 thôi. Đây bông nó đang xỏ luôn nha. Đây nó nở ra rất là đẹp. Thân này khoảng 7 thôi. Đây có khoảng 7 thôi nha. Rồi này em giao lưu bà con, cặp này có giá là 300k nha. Đây bông lên rất đẹp nha bà con. Một cặp nha bà con, một cặp 300k thôi. Rồi 23E là một cây sung nha. Sung dáng quái luôn. Chiều cao 40. Đây sung này là sung nồi nha. Này ta nuôi từ lúc nhỏ nha bà con. Hoành thân 21 nha. Đây này em cũng giao lưu mấy bữa nay rồi nha. Còn có vài cây nữa thôi. Đây 23E. Có giá là 500k bao phí cho bà con luôn nha. Đây mấy cái sung này người ta trồng cũng khoảng từ 2-3 năm nha bà con. Không có cái thân dáng quái gì nha. Đây 24.
Đây, cây này thì đâm chồi, đâm mục mạnh này nha. Chiều cao của nó là 55. Rồi cái thân này của nó là 29 nha. Thân này 29. Đây, rồi cây số 24A có giá là 900k bao phí cho bà con luôn. Rồi đổi cây. Rồi 25 cũng là một cây sung nồi luôn. Đây, đâm một sống hết rồi nha bà con. Chiều cao 50. Đây, hoành thân này của nó là 26 nha. 26. Rồi 25A cũng có giá là 900k luôn, bao gồm phí ship luôn nha. Rồi 26A là một cây bạch mai nha. Bạch mai đã sống tốt khỏe. Rồi bạch mai rừng nha bà con. Chiều cao 40. Đây, lá đọt màu đỏ nha. Đây, cái này nó liền bệ luôn nha bà con. Này giống như một cụm gừng nha. Đây em đo hoành tổng cho bà con tham khảo đi. Tổng hết hoành bệ của nó luôn nha là 125. Đây, đây còn cái hoành đặc lớn này nha là 70. Đây, giống như cái hòn năm bộ luôn, 26. Có giá là 900k bao phí toàn quốc luôn nha. Cây đã sống tốt khỏe nha bà con. Rồi 27. Đây là một cây bạch mai gừng luôn. Chiều cao 40. Đây, hoành bệ này của nó là 50 nha. Đây còn một thân lớn đại diện này thôi là 35. Đây thân này 35. Đây bạch mai gừng có giá là 700k bao phí toàn quốc luôn nha. Rồi 28. Đây cũng là cây bạch mai gừng luôn. Này về bà con cắt chỉnh sửa lại nha. Đây, tàn ra luôn. Chiều cao này của nó là 70. Đây, hoành tổng là 110. Đây, nãy liền bệ nha bà con. Về mình cắt tỉa lại nha, cây rất là quái nha. Rồi thân đại diện này của nó là 32 nha. 32 thôi. Rồi số 28A này có giá là 800k bao phí cho bà con luôn. Số điện thoại của em là 0772 877278. Rồi 29A cũng là một cây bạch mai sống khỏe nha. Chiều cao của nó là 74. Đây hoành bệ này là 57 nha. Vị trí này 57. Đây 29A bạch mai luôn, bạch mai núi luôn nha. Đây cũng có giá là 700k bao phí cho bà con luôn nha. Cái mấy cái này đều rất to khủng nha bà con, rất là nặng nha. 30A. Đây, cây bạch mai sống khỏe ôm đá luôn. Chiều cao của nó là 90. Đây, hoành tổng của nó là 95 nha. Đây em đo là tổng hoành luôn nha bà con. Đây, đế rất là lực nha. Rồi số 30A cũng có giá 900k bao phí cho bà con luôn nha. 31A. Đây là một cây phi lao nha. Đây phi lao hình nu luôn. Cây này nó đang bao da nha bà con. Đây có sự sống rồi nha. Chiều cao của nó là 34. Đây hoành đặc của nó là 68 nha. Đây cây này nó bao da hết rồi nha. Giờ bà con vô chậu mình trồng thôi là sẽ đâm chồi thôi, quan trọng mình giữ ẩm đó nha. Rồi số 31A có giá là 1.1 triệu bao phí cho bà con luôn. Cây hình nu nha. Rồi 32 cũng là cây phi lao luôn. Đây cái này có dáng mẫu tử nha. Chiều cao là 32. Rồi tán ngang là 35 nha. Rồi tổng hoành này của nó là 64. Đây số 32A. Đây cái này có dáng mẫu tử rất đẹp nha. Đây có giá là 800k bao phí cho bà con luôn. Rồi kế tiếp cây 33. Cây là một cây linh sam nha. Cũng là cây cuối clip nha bà con. Đây sam này là sam sông Hinh nha. Đây sông Hinh bông màu tím, màu tím nha. Đây đúng là green. Đây bông bông màu tím tím than. Cây này cũng cây cuối clip nha. Rồi chiều cao của nó là 60 thôi. Đây tán ngang 40 thôi nha. Đây đo cái hoành này luôn đi cho bà con luôn. Hoành này chỉ có 10 thôi. Còn cái cũ này của nó thì tới 15 luôn nha. Đây về mình vô dây rồi cây thường chậu. Đây bông rất đẹp luôn. Rồi 33A này khuyến mãi cho bà con cuối clip 100k luôn nha. Rồi cây này cũng là cây cuối clip. Em xin kính chào bà con và hẹn bà con là những clip sau ạ.